Tiếp theo ta nghiên cứu cái luật phân phối chuẩn. Thì trước tiên là cái định nghĩa, thì biến ngẫu nhiên ít là biến ngẫu nhiên liên tục, được gọi là có phân phối chuẩn với tham số mi và sigma bình. Ở đây là cái mi và sigma đều là cái số thực hết, thì cái sigma này đó là nó phải là cái số thực dương. Mình ký hiệu là ít dấu ngã n rồi mi phẩy sigma bình ha. Nếu như nó có cái hàm mật độ là cái hàm như thế này, tức là Fx nó bằng 1 chia cho sigma căn 2 pi rồi e mũ trừ x trừ mi tất cả bình phương chia 2 sigma bình. Ở đây x thuộc R ha. Thì khi mà mi nó bằng 0 và sigma bằng 1 á, thì mình sẽ viết là x dấu ngã N01 và mình đọc là x có phân phối chuẩn tắc ha. X có phân phối chuẩn tắc. Thì cái hàm phân phối, cái hàm mật độ của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc thì nó chính là cái hàm này, và hàm này nó gọi là hàm Gauss. Và cái đồ thị của hàm Gauss thì mình thấy là nó đối xứng qua cái trục OX OY đúng không? Đối xứng qua trục OY, đây là hàm chẵn nè. Đối xứng qua trục OY. Và cái điểm cao nhất của nó ở đây khoảng là 0,39 nè. 0,39 nè. Tại vì đây mình kéo giãn cái trục tung ra. Đấy, thì đây là đồ thị của hàm mật độ của phân phối chuẩn tắc. Thì cái hàm phân phối của phân phối chuẩn tắc là cái hàm này. Hàm này tức là mình lấy tích phân của cái hàm mật độ trên khoảng từ trừ vô cùng đến ít ha, thì mình được cái hàm phân phối. Và cái bảng giá trị của cái hàm phân phối này đó là cái nằm ở trong cái bảng số 1. Đó, thì chúng ta có thể tham khảo thêm cái bảng số 1 phải không? Số 1. Đây là cái bảng số 1 này, bảng số 1 là bảng giá trị hàm phân phối của phân phối chuẩn 01, tức là phân phối chuẩn tắc đó. Thì trên cái bảng này thì mình thấy là nó lấy cái giá trị từ 0 0,1 0,1 đến là ví dụ như cái giá trị của phi của 0,1 là nằm đây, rồi 0,11 là nằm đây, thấy không? Vậy thì cái cột ở phía trên đó chính là cái chỉ số ở cái hàng phần trăm của cái số x khi mình lấy phi x ha. Đấy. Thì cái này nó xuất phát từ 0,1 mà đến 3,99, 3,99. Thấy không? Thì em thấy là cái hàm phi này là nó trong cái bảng này là nó lấy giá trị từ 0,1 đến đến 3 3,99 ha. Và em lưu ý là cái phi này đó, cái hàm phi này thì hàm phi này á, thì nó có tính chất là khi khi mà x là lớn hơn bằng 4 á, thì cái phi x hầu như nó gần bằng 1. Còn khi x mà nhỏ hơn bằng trừ 4 á, thì cái phi x hầu như là nó gần bằng 0. Còn cái phi của trừ x á, phi trừ x thì lúc nào cũng bằng 1 trừ phi x ha. Thì em lưu ý khi mà em sử dụng cái bảng này để tra cho chị thì mình sẽ nhớ cái điều đó. Về kỳ vọng phương sai thì cái biến ngẫu nhiên x mà nó có phân phối chuẩn mi sigma bình phương thì cái kỳ vọng nó là mi và phương sai nó là sigma bình phương luôn. Và chúng ta có một cái định lý về biến đổi của cái hàm của các cái biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn đó. Thì nếu x là biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn, x là biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn mi x sigma bình phương x, và y là biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn mi y sigma bình phương y, thì khi đó biến ngẫu nhiên z bằng ax cộng bi nó cũng có phân phối chuẩn. Và cái kỳ vọng của cái biến ngẫu nhiên z này nó chính là mi z nó bằng là a nhân cho mi x cộng b mi y ha. Còn cái phương sai của cái biến ngẫu nhiên z này thì nó sẽ bằng là a bình phương nhân phương sai của x rồi cộng b bình phương nhân phương sai của y. Đấy. Và chỗ này nếu mà mình cộng thêm hằng số c nữa thì sao? Đấy. Thì em lưu ý là nếu mà x mà nó có phân phối chuẩn như thế này, mi sigma bình phương, thì cái biến ngẫu nhiên z bằng ax cộng b đó, ax cộng b, cái này nó cũng có luật phân phối chuẩn. Phân phối chuẩn là mi z sigma bình phương
cái này mình ghi là nhà một cái sigma, mình ghi như thế này, sigma bình phương z. Đấy, thì ở đây thì em lưu ý là cái mi z á, mi z thì nếu mà biến ngẫu nhiên là nó kỳ vọng của z, nó kỳ vọng của z thì nó bằng a nhân cho mi x cộng b. Đấy, còn còn cái sigma bình phương z thì nó sẽ bằng a bình phương nhân cho sigma bình phương x. Ha, lưu ý như thế. Đấy là định lý 3.5 và cái hệ quả đó, hệ quả này. Đấy, thì em lưu ý thêm cái hệ quả số số 2 đó là cái định lý 3.6. Tức là nếu mà mình có biến ngẫu nhiên x là nó có phân phối chuẩn theo kiểu bình thường đó, thì cái biến ngẫu nhiên z này gọi là biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của nó sẽ có luật phân phối chuẩn 0,1. Đó, thì để tính xác suất của phân phối chuẩn thì đối với biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc thì các em lưu ý có tính xác suất để mà z lớn a nhỏ bằng b đó thì nó bằng phi b trừ phi a, công thức 3.16 nè. Rồi xác suất để mà z nó lớn hơn bằng a thì bằng 1 trừ phi a ha. Rồi xác suất mà z nó nhỏ hơn b thì bằng phi b. Thì em lưu ý là nếu mà z là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn thì nó là biến ngẫu nhiên liên tục, cho nên là cái bốn cái biến cố này nè, bốn biến cố này, tức là z lớn hơn a nhỏ hơn bằng b, và z lớn hơn hoặc bằng a nhỏ hơn bằng b, thấy không, đây là biến cố b. Đấy, rồi z nó lớn bằng a nhỏ hơn b, đây là biến cố c, và z lớn hơn a nhỏ hơn b là biến cố d, thấy không. Thì bốn biến cố a b c d này đó là nó có xác suất bằng nhau, thấy không? Cái này là khi mình học về biến ngẫu nhiên thì mình nói rồi, và nó bằng phi b trừ phi a luôn, thấy không? Ngoài ra thì từ các cái công thức trên đây mình có thể suy ra được là xác suất để mà nếu như mà x là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 0,1 thì cái xác suất địa chỉ đó của x nó nhỏ bằng x thì nó bằng 2 lần phi x trừ 1, thấy không? Đấy. Thì còn đối với biến ngẫu nhiên mà nó có phân phối chuẩn theo kiểu bình thường như thế này thì để tính xác suất x lớn bằng a nhỏ bằng b thì ở đây mình phải chuẩn hóa nó đi. Chuẩn hóa đi thì ở đây em thấy là cái xác suất mà x lớn hơn bằng a nè, nhỏ hơn b nè, lúc này nó sẽ bằng là xác suất để mà cái z này lớn hơn gì đây? A trừ mi chia sigma, nhỏ hơn b trừ mi chia sigma, đúng không? Nếu mà chỗ này nó có dấu bằng thì ở đây có dấu bằng nè. Vậy thì mình áp dụng cái công thức 3.16 ở trên đây lại. Thì lúc này thằng z này là z này nó bằng cái gì? Thì z này nó bằng là x trừ mi chia sigma, x trừ mi chia sigma. Thì lúc này á, lý do là sao? Tại vì ở đây nè, mình có cái bắc này đúng không? Cái bắc đẳng thức nè là a nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn b. Thì bây giờ là mình sẽ biến đổi cả ba vế này, thì mình lấy ba cái số này mình đều trừ mi chia sigma hết thì nó sẽ ra được cái bắc đẳng thức mới tương đương với bắc đẳng thức cũ, không? Có nghĩa là hai cái biến cố này, hai biến cố này nó bằng nhau nè, cho nên xác suất nó bằng nhau. Đấy, thì nhưng mà cái xác suất ở phía sau này đó là mình áp dụng cái công thức 3.16 cho đây nè. Nó sẽ lấy phi của cái điểm sau ở phía sau này nè, trừ cho phi của cái điểm ở phía trước của cái đầu mút này, của cái khoảng này. Vậy thì ở đây mình sẽ có được cái xác suất x lớn bằng a nhỏ bằng b, nhỏ b thì nó bằng phi của b trừ mi chia sigma, phi của số này, và trừ cho phi của a trừ mi chia sigma là phi của cái số trước này. Đấy. Và tương tự như vậy thì mình có xác suất x nhỏ hơn b thì nó cũng tính theo bằng phi của b trừ mi chia sigma, và xác suất x lớn bằng a thì nó bằng 1 trừ phi của a trừ mi chia sigma, tức là công thức từ 3.30 đến 3.32. Và tương tự như vậy thì mình sẽ có cái xác suất để mà cái chuyện đó của x trừ mi nhỏ hơn c đó thì nó sẽ bằng 2 lần phi c chia sigma trừ 1. Đấy, thì các em phải ghi nhớ mấy công thức này. Thì để tính xác suất này thì chúng ta buộc phải tra bảng, tra cái bảng này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cách bấm máy tính. Bấm máy tính chẳng hạn như ở đây, chúng ta có thể bấm máy tính bằng cái máy tính 570 hoặc là 580. Thì đối với máy 580 thì để bấm cái hàm phi này nè, cái chữ b này nè, thì em sẽ bấm menu 61, sau đó em bấm AC, rồi từ cái màn hình máy tính này em bấm thêm cái phím option nè, mũi tên xuống, em chọn số 4 tức là phân phối chuẩn, rồi sau đó chọn số 1,
nó chính là chữ B này chính là hàm phi đó ha. Đó, thầy lấy ví dụ như chỗ trong cái bảng số 1 này là phi của 1 là bằng bao nhiêu? Phi của 1 phi của 1 là bằng phi của 1 là bằng 0,8413 không? Đấy, còn nếu mà muốn bấm máy tính thì chỗ này mình bấm số 1 vô là phi của 1 là bằng 0,8413. Thấy chưa? Đấy, ví dụ như mình muốn ở trên cái bảng này mình muốn tính giá trị là phi của 2 phi của 25 2,5 phi của 2,5 phải không? Thì mình sẽ tra cái dòng có số 2,5 và cái cột có số 0 thì phi của 2,5 là số này. Phi của 5 là số này, 2,5. Rồi còn máy tính mình thì mình cứ bấm số 2,5 vô đây thôi. Không, 2,5 vô đây. Đấy, thì nó ra là 0,993738 làm tròn lên ha. Đấy. Còn ví dụ như mình muốn tính cái số là phi của trừ 2 thì sao? Phi của trừ 2. Thấy không? Muốn tính cái số phi của trừ 2. Đấy, mình đảo là mình muốn tính cái số là phi của trừ 2 thì bằng cái gì? Phi của trừ 2 thì mình có thể ghi thành 1 trừ phi 2 đúng không? 1 trừ phi 2. Đó, thì mình có thể tra bảng là phi của trừ 2 thì bằng 1 trừ phi 2 mà phi 2 thì bằng 0,9772 đúng không? 0,9772 vậy thì mình lấy 1 trừ cho 0,9772 thì nó ra được là phi của trừ 2 là bằng 0,228 0,0228. Nhưng mà mình nếu mình bấm máy thì mình cứ việc mà bấm cái số trừ 2 vô luôn thôi. Đấy, ví dụ như phi của trừ 2 nè, bấm trừ 2 vô thì nó ra là 0,02275, nó làm tròn là 0,0228 đó. Đấy. Thì về phân phối chuẩn thì em phải nhớ mấy cái công thức tính xác suất này, thấy không? Nhớ mấy công thức xác suất và cách để tra hàm phi hoặc là bấm máy cái hàm phi này. Hàm phi mình nhắc lại là hàm phân phối tích lũy, phân phối xác suất tích lũy của phân phối chuẩn tắc, thấy không? Thì bây giờ chúng ta sẽ khảo sát các cái ví dụ liên quan này. Chẳng hạn như chỗ này là mình có cái ví dụ 3.12 là đường kính một loại chi tiết máy là nó là biến ngẫu nhiên. Đường kính của một loại chi tiết máy do một máy sản xuất có phân phối chuẩn, tức là nó là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn đó. Cái kỳ vọng của nó là 20 và cái độ lệch chuẩn nó tức là cái sigma đó là bằng 0,1. Không? Bây giờ nó yêu cầu tính xác suất để khi mình lấy ngẫu nhiên một chi tiết máy thì cái đường kính của cái chi tiết máy mình lấy là nó từ 19,99 đến 20,02. Không? Đấy, tức là ở đây đó là cái này mình thiếu cái chữ lời giải rồi không? Lời giải nè. Thì gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ đường kính của một chi tiết máy mà mình chọn ngẫu nhiên này. Thì rõ ràng là x nó có phân phối chuẩn với cái tham số mi bằng 20. 20 là cái đường kính trung bình đó, tức là cái kỳ vọng của x đúng không? Còn cái sigma thì nó bằng là 0,1. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tính cái xác suất để mà cái x này nó nhận giá trị từ 19,99 đến 20,02, cái này số 02 đúng không? 20,02. Thì nó sẽ bằng phi của 20,02 trừ 20 chia 0,1. 0,1 là sigma. Rồi trừ cho phi của 19,99 trừ 20 chia sigma. Vậy thì này nó ra là cái chỗ này là 0,2 mà chia 0,1 là nó ra như 0,02 chia 0,1 là ra 0,2. Và tương tự chỗ này là 0, cái này trừ cái này thì nó ra được là 0,01 trừ 0,01 á, chia cho 0,1 thì nó ra còn trừ 0,1 ha. Đấy. Thì như vậy thì ở đây mình sẽ lấy phi của 2 trừ cho phi của 0,2 trừ cho phi của 0,1. Đấy. Thì cái chỗ này mình bấm máy là phi của 0,2 trừ cho phi. Mỗi lần gọi hàm phi là bấm option là mũi tên xuống rồi chọn số 4, số 1 là trừ cho phi của nhiêu? Của trừ 0,1 ha. Đấy. Đây là mình giải bằng cách bấm máy nè. Thì nó ra là 0,1199 909. Thấy không? Đấy. Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ tính cái xác suất để mà cái đường kính nó sai so với kỳ vọng, nó sai khác so với kỳ vọng không quá 0,05 mm.
tức là xác suất x trừ cho 20, 20 là mi đó, thấy không? Nhỏ hơn 0,05. Thì theo công thức thì cái xác suất này nó sẽ bằng hai lần phi của gì đây? Hai lần phi của cái số 0,05 này và chia cho sigma. Chia cho sigma tức là 0,1. Thấy không? Thì cái công thức này của mình ở trên đây nè. Thì xác suất để x trừ mi nhỏ hơn c nó bằng hai lần phi của c chia sigma trừ 1. Thấy không? Đấy. Và cái 0,05 này chia cho 0,1 là ra nhiêu? 0,05 mà này mình chia cho 0,1 thì ra 0,5. Vậy thì cái này nó sẽ ra bằng hai lần phi của 0,5 trừ 1. Đấy, và ở đây là lúc này mình sẽ bấm máy nè. 2 lần nè. Phi của 0,5 và đem đi trừ đi cho 1. Thì nó ra 0,3829. Ha. Đấy. Thì mình có một cái trong cái phân phối chuẩn thì các em lưu ý thêm một cái nữa gọi là quy tắc 3 sigma đó. Quy tắc 3 sigma chẳng hạn như là mình có là xác suất để mà x nó lệch so với giá trị kỳ vọng của nó không quá một lần sigma thì nó ra 0,68. Nhưng mà xác suất x mà nó lệch so với giá trị kỳ vọng của nó không quá hai lần sigma thì bằng 0,95. Và tương tự vậy thì xác suất mà x nó lệch so với kỳ vọng của nó không quá 3 lần 3 sigma. Không quá 3 lần sigma thì nó ra là 0,9973, tức là gần 1. Thì từ cái cuối này mình thấy là gì đây? Rõ ràng là hầu như là cái giá trị của x nó sẽ lệch khỏi cái kỳ vọng không quá 3 sigma. Không quá 3 sigma. Cho nên cái quy tắc này nó gọi là quy tắc 3 sigma. Có nghĩa là cái x nó nhận giá trị trong khoảng mi trừ 3 sigma đến mi cộng 3 sigma là gần bằng 1. Thì ở đây thì mình có cái ví dụ 3.12 nè. Hay xin lỗi 3.13. Tức là mình đang nghiên cứu về biến ngẫu nhiên chỉ thời gian ha. Biến ngẫu nhiên chỉ thời gian thì nhắc lại là những cái biến ngẫu nhiên như là chỉ chiều cao, chiều dài, cân nặng, thời gian, vân vân thì nó là biến ngẫu nhiên liên tục. Mà trong đây biến ngẫu nhiên liên tục này á, là nó có phân phối chuẩn, đề bài nó cho là nó có phân phối chuẩn mi và sigma. Đúng không? Mi là bằng 10, sigma bằng 1. Đấy. Bây giờ kêu tính xác suất để mà một cái sản phẩm loại A bất kỳ đó được sản xuất ra trong khoảng thời gian từ 9 đến 12 phút. Tức là mình tính xác suất x lớn 9 nhỏ 12 đúng không? Đó, mình lấy phi của 12 trừ cho mi, mi lúc này là bằng 10 chia sigma là 1. Tức là phi của 2. Còn chỗ này là phi của trừ 1, phi 2 trừ phi trừ 1. Nhưng mà phi của trừ 1 này đó thì em có thể viết thành là 1 trừ phi 1 phải không? 1 trừ phi 1. Ở trước có dấu trừ nữa là trừ trừ thành cộng thì nó là ra phi 1 cộng phi 2 rồi trừ 1. Thì chỗ này em có thể tra bảng. Tra bảng chẳng hạn như là phi của 2. Phi của 2 thì ra nhiêu? Phi của 2 thì trong cái bảng này của mình là phi của 2 là bằng nhiêu? Phi của 2 là em coi chỗ này nè là 0,9772 đúng không? 0,9772. Còn phi của 1 là em coi chỗ này là 0,8413 đúng không? Thì em lấy hai số này em cộng lại em trừ cho 1 à, thì em được là 0,8818. Đấy. Còn cái câu tiếp theo là nó hỏi là tính thời gian cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm loại A bất kỳ. Thì thời gian cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm loại A bất kỳ thì mình thấy là x nó có phân phối chuẩn cho nên nó tuân theo luật 3 sigma, có nghĩa là x nó nhận giá trị trong khoảng là mi trừ 3 sigma đến mi cộng 3 sigma. Tức là x nó nhận giá trị từ 7 đến 13 phút. Đấy không? Có nghĩa là hầu như chắc chắn. Đấy, tức là hầu như là cái sản phẩm nào thì nó có cái thời gian sản xuất thì đều là từ 7 đến 13 phút. À, từ 7 đến 13 phút thì nó sẽ có một cái từ 7 đến 13 phút thì nó sẽ có một cái sản phẩm được sản xuất ra. Rồi bây giờ mình sẽ đọc học cái định nghĩa về cái bách phân vị phân phối chuẩn hoặc là cái giá trị tới hạn phân phối chuẩn. Thì đây là cái hàm mặt độ của phân phối chuẩn và cái trục này mình thầy kéo giãn ra, cái trục tung mình kéo giãn ra. Đấy. Thì nguyên cái miền này cái diện tích nó là 1 á, diện tích nó bằng 1, tức là em lấy tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng ha. Tức là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của thằng phi phi x dx này
tức là phi ít là cái hàm mật độ á, hàm mật độ của môn phối chuẩn á, thì cái này nó bằng một. Tính chất của hàm mật độ là mình đã nghiên cứu ở chương 2 rồi, thấy không? Thế thì bây giờ đó là mình muốn tìm một cái điểm mà nó chia một cái điểm mi, cái này mình đọc là u u gamma, điểm này thì ký hiệu là u gamma. Thì cái u gamma này thì nó sẽ chia cái miền này thành hai phần. Cái phần bên đây là nó có diện tích bằng 1 trừ gamma, tức là bằng alpha ha, còn phần bên đây thì nó sẽ bằng gamma. Vậy thì cái điểm này đó, cái điểm này nè, điểm này là mình ký hiệu là u gamma, nó gọi là bách phân vị mức gamma của phân phối chuẩn ha. Đấy. Thì ngoài cái bách phân vị phân phối chuẩn thì nó còn cái điểm này nó còn gọi là gì? À, nó còn gọi là cái giá trị tới hạn, à, mức 1 trừ gamma. Đấy. Thì cái 1 trừ gamma này thường mình sẽ đặt bằng alpha, thì cái này mình gọi là giá trị tới hạn mức alpha của phân phối chuẩn. À, đấy. Thì cái chỗ này nó có diện tích bằng alpha nè. Thì một cái miền mà nó chặn cái một một cái số, một cái số mà nó nằm trên trục UX đó, mình gọi là Z alpha đó, Z alpha nó lúc này nó trùng với U gamma nè. Đó. Và nó chia cái miền này làm hai phần, và phần bên phải từ cái Z alpha này đảo qua bên phải nó có diện tích bằng alpha, không? Thì cái điểm này nó gọi là cái giá trị tới hạn. Giá trị tới hạn. À, mức alpha của phân phối chuẩn. Thì cái z alpha này nó chính là u của 1 trừ u 1 trừ alpha ha. Đấy, thì ở đây mình sẽ xem cái phần ở dưới. Còn một số lực phân phối khác thì ở đây mà các em có thể tham khảo thêm trong tài liệu giùm thầy ha. Thì trên đây thầy vừa giới thiệu cho các em về cái phân phối chuẩn ha và phân phối chuẩn tắc.